Con cá cái gì vậy? Con cá nó bự vậy? Con cá bự gì? Ta Con thấy cái cá gì ghê vậy? Bự quá. Ghê quá. Ừ, ghê không? Cá nào ghê? Ừ. Con cá mà nâu á. Dài dài đó hả? Nó đâu có gì đâu ghê. Đâu có gì đâu ghê. Ok, cái mắt kìa. Cái mắt. Con thấy cái mình ở đây cúc cúc cái mũi. Hả? Vớt. Nè, nó bơi xuống kìa. Nó bơi xuống rồi vậy. Ừ. Nó đánh đụng hay à? Chánh. Ừ. Nó đánh nhau. À. Nó đánh nhau. Nó xem bơi. Đó, nó chui ra rồi đó, thấy chưa? Nó chui ra nó bơi, con nó bơi dèo dèo đó. Đó, 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 đó. Đó. Nhiều tiền con đó vậy? Mười mấy đồng á. Cái đuôi giống như Nemo vậy, đuôi ở trên internet bán mới có mười mấy à, chánh mua còn ở tiệm vừa mua nó 40 đồng á. 30-40 đồng một con. Gì vậy? À, con cá con mà mua vô website của Petco á, mua nó sale tới 40-50%. Chị chánh có còn con cá trong đây không? Còn con. Petco là trong tiệm ngoài chợ hả? Tiệm ngoài chợ nó bán cũng giống mấy con này mà nó bán 40-50 đồng một con, mà trong online nó mua có mười mấy đồng con. Nhanh quá. Nó bơi nhanh quá vậy. Một con một à? Con đó đó hả? À, một con màu vàng ở dưới đó nữa còn xem đó. Mày ăn gì đâu? I see his tail. Where? Down there, just see on down. Thay nước của mệt. Down. Oh, I see it. Đâu có thay đâu, đâu có thay, thường đâu có gì đâu mệt. Quyền mua muối về, quyền bỏ, quyền pha muối xong rồi hút 10 gallon đây rồi mình đổ 10 gallon khác vô là xong. Mà cái này nước này nó lâu dơ, nước muối này nó không có dơ thường giống như là nước ngọt. Nè, cái con này nè. Còn nó nằm mà nó hay dê mấy con kia lắm. Đùi. Con nào? Con cam cam đó đó, con cam cam đó. Nhanh nhất đó hả? Nó chạy dèo dèo, dèo nó hay dê. Dê, dê. Dê nó gì ba? Nó rượt, nó đuổi. Đuổi. Cái đầu nó chua ra hoài vậy. Dê là nó flirt á, nó flirt mấy cái con sao khác. Sao nó không có da vậy? Sao nó không có da vậy? Chút nó ra vậy. Con gái chui hay trai vậy? Hả? Gái hay trai hả? Ừ. Đâu biết. Nhưng mà thằng thường chắc con trai á. Con nghĩ con trai. Cái này con gái mà không là rằng con gái. Không biết nữa. Tại cái màu nó vậy chứ đâu phải là gái hay trai gì đâu. Còn cái màu vàng nó trong nó bự. Gì vậy? Con này con trai. Mấy cái con nó mất bự rồi. Con mất bị. Con móc, móc, móc. Móc là cái gì vậy chứ? Hả? Bóc là cái gì vậy? Bóc hả? Bóc á. Bóc gì đâu biết. Em. Cái miệng mà vàng, cái bự, nó chua cái miệng ra luôn nha. Ừ. Wow. Trong này nha. Cái cá nó còn trên đất kìa. Ừ. Ồ, có thấy cái đuôi nó rồi. Thấy cái face nó trốn. Nó dám trốn ở đây, xong mà trốn ở đây, xong mà trốn ở đây. Chừng nào nó đi ra vậy? Đâu biết đâu. Khi nào nó muốn ra, nó ra. Đâu biết. Cái này. Ừ. Cái con nó cá. Nó cần nhau con, rồi. Cái con cá con nó cần nhanh nhau hơn rồi. Cái này quá vậy? Ừ. Con nó cần nhau. Con nó thích. Để nó thôi mày, để con, đi. Tại vì con rất thích bơi nhanh hả? Ừ. Sao lúc nó sợ nó bơi nhẹ. Nếu mà cam nào đó thì nó bơi nhẹ. Nếu nó mà trắng, trắng thì nó bơi nhanh hả? Đâu phải đâu. Ừ. Cái con cá này nhìn ở ngoài. Nó cày ra rồi. Ra đâu? Nó cắn. Gần cái nó hút body cái chair sau lưng. Nó thấy con nó vô lại. Ui à. I'll take care of him. Nè, chị tránh quay phim đó, họ về vô YouTube coi, ok? Ok. Vô YouTube mở lên coi. Con thấy con tái mấy cái đầu quá. Ok. Cái đầu này nhét cho hoài. Ờ, không ơi. Còn cá màu vàng chui ra rồi kìa, cá màu vàng nó bự nó chui ra rồi đó, đó. Rồi nó chui ra bên đây rồi nè, cái màu vàng bên này nè. Đó hả? Ừ, đó. Hồi nãy nó núp ở trong này, giờ nó đi ra rồi. Cái con đó hả? Đó, con màu vàng. Dám bỏ YouTube đó hả? Ủa, nó vô lại rồi.
chưa vô lại à hả? Chém mà lên YouTube chứ chém phải bấm cái gì vô vậy? Con vô YouTube con bấm Uyên 787 là con coi được à? Uyên, Thảo Uyên đó. Uyên 787. Hai cá màu vàng màu hồng này đẹp ha. Cái lá đi giống. Ồ, cứ thấy cái con đó yellow cái này xong cái top là pink. Cái này. Con chỉ vô mà nó chạy hả? Con chỉ vô. Nhưng mà chạy giống cho con mua. Cái này nó chạy nhanh quá. Nó chạy vèo luôn. Cái pink con vô luôn mày. Nó vô tìm luôn hả? Nó ra lại kìa. Đâu? Con đó. Đâu? Tôi thấy đâu? Đó, con màu vàng đó. Màu vàng với cái đầu màu hồng đó. Dạ, yeah, nó ra rồi. Pink vô cái đầu, pink giống vậy. Dạ, cho nó. Cái lông. Nó phải đâu. Wow, chú chán nữa. Một con cá. Nó bơi trong đó rồi. Hồi nãy con cá nó. Nó bơi trong đó. Bơi vô đây nè, từ đó đó. Nè đây nè, coi xong chính là Thiên Lan. Thấy không? Thấy cái miệng. Ui. Thấy cái miệng chui ra không? Thấy không? Có miệng đấy kìa. Cái miệng. Dạ, chỉ có người. Cái miệng nó chui ra hoài á. Nó có nè. Chúng khẳng cái thấy xa cái con này nó hùng mấy con hùng mấy con cá con mà vàng rồi. Chứ chắn cái cá này cần da xong rồi xuống lại. Cá này xuống lên xong rồi xuống lại. Nó kỳ quá. Thôi coi con cá này có lấy trong đó rồi. Tại sao con cá này mà vàng á, tại sao nó không có đi ra hoài vậy? Nó nhít vô đó hoài vậy. Nó nấp á. Bớt ra là mấy không? Tay vô nữa bớt từ từ nè sắp lanh rồi đừng có đụng vô nó thì lấy mũ răng lần rồi nó xích thuốc vô bị à trong lỗ tai hả ngoài wow con có vẻ nó nhanh quá vậy mấy cái con màu vàng cái này nó đẹp này cứ thấy hình ảnh sáng tại sao mà vàng nó giống cái con nó đi vô đó hoài à nó cần đi ra rồi đi ra rồi con màu vàng nó ra rồi chú chán xanh cái con cá suy cần ra xuống lại xuống lại hoài á đâu biết nó thích núp hả nó muốn núp nó thích núp he wants to hide con cá núp chỗ đó đi. Núp là trốn hả? Trốn hai đình đó. Con cá gì bự, con cá gì vậy? Không biết cái gì nó gọi là Plenty á. Mua nó chi vậy? Đâu có mua đâu, nó bán cái này nó có sẵn mà. Thì nó đổi. Đổi vậy. Nó bán cho quyền hết cái này, nó cho quyền cá luôn, người không thích thì quyền bỏ chứ. Quyền. Chứ nó mua hết cái này mấy đồng vậy? Thì mấy con nó giống như cái rock gì đó. Ở con hồ cá của mình vẫn có cho đấy. Cái nó nước ngọt khác. Cái nước mặn, không chưa? Mặn. Nước mặn, nước có muối giống như nước biển vậy đó. Nước của mình nó dơ quá. Nước mình là nước. Cái đó nó dễ dơ, nước ngọt dễ dơ lắm, mau dơ lắm. Cái này á, hai tầng rồi đó. Mình thấy là bị không? Nó sạc vậy. Ừ. Nè, con nó chui đầu lên nè kìa. Nè, nó chui đầu lên. Nè nó qua đá xong rồi. Sao có cái đồ gì cái string có cái đồ string gì biết rồi. Tại cái tóc đó. Thì đi con cái gì vậy? Nó. Ông chưa chán ơi. Con mẹ đây nè. Quay qua mẹ hả? Hả? Qua coi có cái gì dọn. Mẹ.